Chào mừng các bạn đã đến với phần podcast tiếp theo trên kênh Bí ẩn Radio. Và mình là Tả Từ. Cũng một thời gian rồi mình không xuất hiện ở trên sóng và làm nhảm podcast cùng với các bạn. Hôm nay thì cũng kỷ niệm sau 3 ngày bị cúm vật, con virus cúm ấy. Đấy, giọng mình vẫn đang hơi nghẹn đây. Hà Nội đợt vừa rồi trời đột ngột nắng nóng. Trong khi đấy thì mình liên tục di chuyển giữa những nơi có điều hòa, rồi ra ngoài trời nắng nóng. Có hôm phi xe máy đi khoảng tầm độ khoảng 10 đến 12 cây. Từ quận Hoàng Mai sang quận Cầu Giấy, giáp Tây Hồ rồi lại lộn lại. Thì quả thực sức người cũng không thể chịu được với sự thay đổi thời tiết đột ngột và sự thay đổi nền nhiệt chóng mặt như thế. Nên là cũng bị gián đoạn một vài hôm đọc truyện vì cái giọng của mình nó cũng hơi nghẹn nghẹn. Tối ngày hôm nay thì mình sẽ trở lại với phần thứ hai của câu chuyện Dòng họ bị ma ám tại Đà Nẵng. Một câu chuyện có thể nói là rất là real, rất là thật, của một bạn thính giả ở trên VOZ có kể lại câu chuyện trong dòng họ bạn ấy. Rất là cuốn các bạn ạ. Và cái giọng văn thì thực sự nói là rất là chân thật, không pha thêm cái sự sáng tác nhiều chất văn học trong đó, mà thuần túy là sự chia sẻ. Nên là nghe nó rất rất chân thật. Và cái kiến thức về tâm linh của thành viên diễn đàn VOZ này cũng rất đáng nể các bạn ạ. Có nhiều kiến thức mà nghe để chúng ta có những cái sự kiêng kỵ, có sự phòng tránh về mặt tâm linh cũng rất hữu ích. Và mình hy vọng là các bạn sẽ thích câu chuyện này. Mình không ngờ là nó lại dài như vậy. Mình đọc đến phần thứ hai này tối ngày hôm nay độ khoảng tầm 45-50 phút, nhưng mà cũng chưa hết, khả năng cao là sẽ phải có thêm phần thứ 3 thì mới hết được câu chuyện này. Nhưng mà các bạn có thể nghe hoàn toàn tách biệt thành những phần không liên quan đến nhau, và đó là những mẩu chuyện nhỏ, những mẩu chuyện tâm linh ngắn ở trong dòng họ. Thì nghe hoàn toàn có thể nghe phần 3 được đầu tiên được, xong rồi sang phần 2, xong rồi phần 1 cũng được, bởi vì nó cũng không có tính tuyến tính về thời gian lắm. Đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ về tâm linh có thật, liên quan đến một hiện tượng, những hiện tượng ma ám ở trong cái dòng họ đó. Từ người anh cả đến người em út, trong một dòng họ có 10 người, thời ông bà cha mẹ của tác giả, cũng rất là cuốn. Quay trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay thì mình có một đặc điểm ở trên Bí ẩn Radio là mình là người đọc và mình cũng là chủ kênh. Thì mình đọc gần như tất cả các bình luận, các phản hồi tương tác của các bạn thính giả về cho kênh, về cho giọng đọc MC, về cho cách dựng nạc nền, về cách lựa chọn chuyện để đọc, về đủ tất cả các hỉ nộ ái ố của các bạn. Có bạn nào tính cách như thế nào thể hiện qua phần bình luận là mình cũng nắm được luôn, là tính cách bạn đó như thế nào luôn. Hay là cái ngày hôm đó mà các bạn vui, hay là các bạn buồn, hay các bạn đang ức chế, các bạn đang bị stress về một vấn đề gì đấy, thì khả năng cao là nó cũng sẽ thể hiện qua sắc thái ở trong phần bình luận luôn. Mình đọc mình thấy rất thú vị. Mình thấy như thế này. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ là chúng ta nghe chuyện ma, chuyện tâm linh, những điều bí ẩn trong cuộc sống là để chúng ta tiếp thêm những cái tri thức mới. Cái sự tò mò nó cũng xuất phát từ việc chúng ta ham muốn tìm hiểu, ham muốn chinh phục những kiến thức mới, những kiến thức mà chúng ta chưa nắm được hoặc là chúng ta chưa hiểu. Thì thế mới gọi là bí ẩn, đúng không ạ? Xuất phát từ việc đấy thì mình nghĩ rằng chúng ta nghe chuyện là để thuần túy để giải trí. Giải trí cũng là một
lĩnh vực để chúng ta thỏa mãn cái trí tò mò của mình, thì gọi là giải trí là cũng được đúng không ạ? Giải khuây, giải trí, cho dễ ngủ thì đều là tự chung lại đều là giải trí cả. Còn nếu bạn nào muốn tìm kiếm những vấn đề về tâm linh học, về các vấn đề đào sâu hơn về tôn giáo, về các thứ, thì cảm phiền các bạn tới với kênh của những nhà tâm linh học, những nhà tâm lý học, những nhà có thể là pháp sư, phong thủy, địa lý, hoặc thậm chí là những nhà truyền giáo, thì họ sẽ có những cái sâu sắc hơn và bạn có thể tìm hiểu được thêm. Còn ở kênh Bí ẩn Radio thì chúng ta thuần túy, chúng ta cứ xem như là một một nơi để nghe những cái câu chuyện bí ẩn, chúng ta thỏa mãn trí tò mò, chúng ta giải khuây bằng những câu chuyện bí ẩn như vậy để chúng ta dễ ngủ. Và ngày hôm sau chúng ta tiếp thêm cái nguồn năng lượng tích cực để chúng ta học tập, làm việc, giải trí, cho nó có sức khỏe, ngủ ngon thì chúng ta sẽ có sức khỏe và chúng ta lại tận hưởng cái cuộc sống của chúng ta nó thoải mái hơn. Đó, chúng ta thống nhất với nhau trên tinh thần đến với nhau là để giải trí các bạn nhé. Rồi, có những bạn cực kỳ kỹ tính thì mình cũng rất là vui vì có những thính giả như vậy. Có những bạn cũng rất dễ tính thì mình lại càng vui, bởi vì các bạn chuyện nào các bạn nghe, chuyện nào các bạn cũng ấn vào ủng hộ, nghe tả từ đọc để cho dễ ngủ. Có bạn bị nghiện giọng của tả từ mình cũng rất vui, có bạn không nghiện, các bạn chỉ tò mò về nội dung câu chuyện mình cũng rất vui, bởi vì những câu chuyện đó mình chọn lọc thì mình cũng đã thu được các bạn. Mà các bạn nào nghiện giọng tả từ để ngủ được thì cũng là tuyệt vời, bởi vì chúng ta đã kết nối được với nhau thông qua giọng nói, đó là điều rất đáng quý. Tất cả những điều đó đều là những điều đáng quý cả. Nhưng có một số bạn thì như thế này. Thực ra mình cũng đã từng như vậy nên là mình hiểu được. Nên là mình không trách. Mình chỉ muốn chia sẻ thêm về góc nhìn với các bạn. Có những bạn không hiểu là hôm đó có giận dỗi gì bồ hay là người yêu giận dỗi hay là bố mẹ mắng gì không, mà lên nói chuyện cộc lốc, không chủ ngữ, không vị ngữ, nói chuyện như kiểu là gọi là ông chủ hay là nhân viên, nói chuyện rất cộc lốc, kiểu sao thế nọ sao thế kia, làm ăn thế à, kiểu kiểu đấy. Kiểu kiểu vậy. Rất là giọng trịnh thượng và kể cả đó, thì chúng ta nên tiết chế lại với những cái bình luận comment như thế. Có thể là chúng ta vô tâm, mình cũng là một người vô tâm, mình đôi khi rất vô tâm đến lạnh lùng luôn đó, thì đôi khi những cái lời nói, những cái câu chữ có thể là không phải phản ánh đúng những gì mà chúng ta truyền đạt, nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó, mình cũng bị mà, khoảnh khắc nào đó bạn đang ức chế gì đấy thì bạn lại đổ cái ức chế đó lên người đọc, lên những người làm cái kênh YouTube, thì tự nhiên nó bị một cái gì đấy nó tụt mút và nó là một cái năng lượng không tích cực dành cho bản thân mình. Mình đọc được trong một trường hợp nào đấy thì mình vẫn cố gắng mình lịch sự, mình trả lời, mình giải đáp để hạ hỏa những cái thắc mắc của các bạn. Đơn cử như là chọn một cái chuyện mà không ưng ý gu của một bạn nào đấy, thì có thể là chúng ta góp ý cho nhau rất nhẹ nhàng tình cảm thôi, nhưng mà lại 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 sộc ra một cái câu mà nghe rất là chói tai, kiểu như là hết chuyện rồi à, chọn chuyện này đấy, kiểu thế. Hay là có viết được chuyện không, không để tôi gửi chuyện cho, hết chuyện mới thôi à, không có tiền mua chuyện à, đấy, kiểu kiểu đấy. Hay là kênh này toàn chuyện cũ, hết chuyện để đọc rồi à, không đọc chuyện mới à, sao cứ nhai đi nhai lại thế, kiểu kiểu đấy. Nghe cứ giật đùng đùng các bạn ạ. Nghe giật đùng đùng. Mình đọc
mình đang bị ốm và mình đọc và mình phải giật mình dậy. Mình phải 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 kiểm tra lại xem cái thông tin đấy là như thế nào. Đấy thì mình cũng rất cố gắng mình giải thích. Thứ nhất là một tháng có 30 ngày thì 28 29 ngày là mình ra chuyện mới, mình phục vụ các bạn. Đó. Tất cả các bạn vào hàng ngày thì các bạn biết chuyện mới ở đây không phải là chuyện mới với tất cả nhé. Chuyện mới ở đây là chuyện mới với Tả Từ và Bí ẩn Radio, là chuyện lần đầu tiên xuất hiện ở trên Bí ẩn Radio. Mình gọi đó là chuyện mới. Đấy. Cũ người mới ta, đấy là chuyện hết sức bình thường. Kênh khác đọc nhưng mà kênh Bí ẩn Radio lần đầu tiên đọc thì đó là chuyện mới với Bí ẩn Radio chứ, đúng không ạ? Đấy, một tháng thì 30 ngày thì 29 ngày mình đọc chuyện mới. Nhưng mà cứ mỗi lần mà ra một cái recap gọi là chuyện tổng hợp những ngày hôm đó thì thứ nhất là mình bận, mình không đọc được. Và có thể hôm đó là mình bị ốm như mấy ngày vừa qua. Mình làm một cái video recap để không bị gián đoạn việc nghe của các bạn, như một thói quen mà lên nghe mà không thấy ra chuyện là lại có ý kiến ngay. Đấy thì mình làm một cái recap. Và vừa mới ra một recap phát thì lại bảo là sao suốt ngày ra chuyện cũ thế. Mình cũng phải nói là bó tay. Bó tay bó tay. Không không biết trả lời như nào. Đấy nhưng mà có những ông cha ta thì vẫn hay nói cái câu là lời nói không mất tiền mua, đúng không ạ? Chúng ta cứ lựa lời, chúng ta chia sẻ với nhau nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó tạo ra một cái năng lượng tích cực cho nhau thì sẽ tuyệt vời biết bao các bạn ạ. Chúng ta lên đây để giải trí, không nên chỉ trích nhau, không nên mắng mỏ nhau làm gì cho nó đau lòng nhau và thậm chí là nó gây tụt mood. Mà tụt mood thì rất khó đọc truyện các bạn ạ. Đọc truyện để truyền tải những cái câu thoại, những cái tinh thần của các tác giả nó cần phải một sự cái tâm tâm hồn của mình ấy, nó phải thực sự là thoải mái, nó yên lặng để thấm, để truyền tải được tinh thần nội dung câu chuyện hay nhất cho các bạn nghe. Đó, mình chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi, không trách cứ gì ai cả. Còn với những bình luận mang tính xây dựng mình cực kỳ cảm ơn. Mình luôn luôn xin cảm ơn các bạn đã góp ý với kênh. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện. Đó luôn luôn là câu trả lời của mình với những câu có thể là phê bình cũng được nhé, phản biện cũng được, về giọng đọc, về nhạc dựng, về nhạc to nhạc nhỏ, về tốc độ đọc, về nhịp điệu, về cách chọn truyện, thậm chí về tác giả, thì mình luôn luôn là cảm ơn những góp ý chân thành và xây dựng. Nhưng với những bình luận có thể người ta hay gọi là toxic ấy các bạn ạ, tức là độc hại ấy, có thể thứ nhất vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, là chửi bậy, là nói về những ngôn từ mà nó hơi nhạy cảm thì sẽ bị block. Mà đây là cái bộ lọc của YouTube block nhé, chứ không phải mình, tức là bị khóa comment ấy, không được hiện ra ấy, thì đấy là YouTube họ tự động. Trường hợp thứ hai là những ý kiến mà mang tính gây chia rẽ, gây tranh cãi không đáng có, thậm chí là gây chửi nhau. Có thể là những bạn yêu quý Tả Từ vào tranh luận lại xong rồi có thể gây ra những cái luồng chửi bới cãi cọ nhau thì đấy cũng là không nên, không nên có. Và thứ ba đó là cái sự mang những cái năng lượng không tích cực ở bên ngoài xong rồi lại vào đổ cho MC và cho mọi người nghe khác ở trên kênh YouTube. Tự nhiên lại đang chiêu chiêu, đang tận hưởng để nghe những cái ý kiến có thể là công kích hoặc là mang tính tiêu cực, mang tính mắng nhiếc, hay là mang đặc biệt nhá là mang yêu cầu ra lệnh. Đấy, ra lệnh phải thế nọ, phải thế kia. Thì tự nhiên lại thành là không tích cực. Thì mình xin phép với những comment chừng mực mình sẽ trả lời trong tối đa khả năng của mình. Với những bình luận không tích cực, một, mình sẽ âm thầm mình xóa để không ảnh hưởng tới ai cả. Hai, nếu mà vào mà công kích quá mức thì mình xin phép mình block,
cho nó nhẹ nhàng, tình cảm, không lời qua tiếng lại nhiều, cho nó lan không khí tiêu cực đó lan xa đi. Và mình cũng xin cảm ơn các bạn thính giả ở trong hội của Nghe Ma, thỉnh thoảng cũng vào, cũng lên tiếng bảo vệ Tả Từ, bảo vệ kênh Bí Ẩn Radio trước những bình luận thiếu tích cực. Nhưng mà cũng mong các bạn hết sức bình tĩnh, chúng ta không để xảy ra những sự công kích lẫn nhau, cá nhân nhau, cãi cọ nhau làm gì, để cộng đồng chúng ta nó chỉ có năng lượng tích cực thôi. Mình chỉ mong muốn như vậy thôi. Rất cảm ơn các bạn đã tích cực vào hỗ trợ trả lời các comment, các bình luận, nhưng mà các bạn hết sức kiềm chế, giữ được một không khí hòa bình, thân ái, yêu thương lẫn nhau, để chúng ta có một cộng đồng nó lành mạnh, nó tích cực, và nó truyền cho nhau được cái động lực để mỗi một buổi tối nghe chuyện là một tối thư giãn thực sự, nghe để ngủ một giấc ngủ rất ngon, và ngày hôm sau chúng ta tràn trề năng lượng, chúng ta đi học tập và chúng ta đi làm việc. Xong sau đấy chúng ta lại về, chúng ta lại đêm, chúng ta lại lên Bí Ẩn Radio, chúng ta nghe câu chuyện cho dễ ngủ. Đó, mình chỉ muốn nhắn gửi như vậy thôi. Không biết là giọng mình đã hồi phục chưa, các bạn nghe thì thấy thế nào. Mình cũng rất nhớ các bạn thính giả. 2-3 ngày bị ốm mà không lên sóng được là hơi hơi nhớ các bạn thính giả. Đó, chuyện tối nay thì bắt đầu trở lại rồi nhé, phần thứ 2. Nếu mà thuận lợi thì mình sẽ ra tiếp phần thứ 3, và sau đó sẽ ra tiếp các câu chuyện khác. Và xin một lời nhắn gửi trước là trong tháng 5, đầu tháng 5 tới, Tả Từ sẽ có một chuyến đi du lịch cùng với gia đình. Thì xin phép các bạn là trong 5 đến 6 ngày đó, Tả Từ sẽ ra các câu chuyện recap. Hy vọng là sẽ không có những câu ca thán, những câu mắng nhiếc là sao suốt ngày ra chuyện cũ thế. Thì chỉ đơn giản là mình có những câu chuyện để mình lấp sóng, mình gửi tới các bạn. Và những câu chuyện là sẽ cùng một chủ đề và rất dài nhé, từ 2 đến 3 tiếng, để các bạn thính giả có thể nghe một mạch và ngủ ngon hơn. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ, chứ đừng mắng Tả Từ. Mắng Tả Từ nhiều quá là Tả Từ cũng bị xuống tinh thần đấy. Xuống tinh thần là khó đọc lắm, mà đọc thì chắc là cũng bị chửi thôi, bởi vì không truyền tải hết được tinh thần nội dung câu chuyện. Rồi, podcast ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây. Hy vọng là các bạn sẽ thích cái phông nền đằng sau mình, một cái phông nền rất quen thuộc dành cho các bác tài trên đường phố lái xe buổi đêm. Hy vọng là các bạn sẽ thích những dạng video trò chuyện như này, và mình sẽ cố gắng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.